chào các bạn, ngày hôm nay thì mình trở lại, mình sẽ giới thiệu các bạn một cái phần mềm khá là hay và tiện ích, đó là phần mềm PPS SPP Goal. Đây là một cái phần mềm mà có lẽ những người mà thích chơi game giả lập đã rất là quen thuộc rồi, tuy nhiên mình vẫn giới thiệu cho các bạn. Thì ở đây là mình sẽ tiến hành vào phần mềm luôn, đây chính là nó. Cái phần mềm này thì nó sẽ giúp các bạn có thể chơi được những cái game giả lập PSP ở trên thiết bị Android. Và khuyến cáo một chút là những cái máy mà để có thể chơi được thì nó cần có một cấu hình tốt một chút, nếu không là sẽ rất là lag và các bạn rất là khó chơi. Đây là giao diện chính của ứng dụng này. Thì ứng dụng này đã được Việt hóa và có ở trên AppVN, thì các bạn có thể lên và tải. Mình cũng cho link ở phần description phía dưới. Thì vì nó đã thành tiếng Việt rồi thì nên là sẽ rất dễ dàng cho các bạn sử dụng mà thôi. Ở phía bên tay trái này thì các bạn sẽ có những trò chơi gần đây, những trò chơi trong máy các bạn, những cái demo các bạn có thể xem. Ở phía bên tay phải này chúng ta sẽ có cấu hình trò chơi. Trong phần này thì chúng ta sẽ có thể thiết lập đồ họa. Đấy, nếu mà máy các bạn khủng thì có thể để mắc hết lên. Nếu mà máy không khủng thì các bạn có thể tắt bớt những cái xử lý đồ bóng chẳng hạn. Máy mình thì cũng không dám bật. Còn nếu mà không thì các bạn có thể bật hết lên thì sẽ có cái đồ họa đẹp hơn, tuy nhiên sẽ khá lag. Ở dưới thì các bạn có thể tùy chỉnh những cái này nữa. Thì mỗi cái này thì các bạn sẽ phải confirm với một cái game khác nhau, không phải game nào cũng cài đặt giống nhau. Thế nên là mình sẽ giới thiệu những cái game vào trong những cái bài review sau. Ở dưới phần âm thanh này cũng tương tự, các bạn có thể bật tắt âm thanh, thay đổi nhạc nền, chất lượng tiếng. Ngoài ra có cả cái phần audio hack ở đây, mình không biết là hack cái gì, cũng chưa thử, chưa có điều kiện thử. Hy vọng nghe đó sẽ có thể bạn nào thử nói cho mình biết. Ở dưới nữa thì sẽ có phần điều khiển. Trong phần này thì các bạn có thể là bật tắt những cái phím điều hướng của cái màn hình này, bởi vì là một cái nhược điểm khi mà bạn chơi giả lập ở trên thiết bị di động, đó là những cái phím cảm ứng của các bạn thì nó sẽ là những cái phím di chuyển sẽ là trên màn hình, và điều này thì đôi lúc làm hạn chế cái góc nhìn của bạn trên cái thiết bị di động nên là rất là khó khăn. Đấy, thì các bạn có thể tắt nó đi. Và cuối cùng là hệ thống. Trong phần này thì chúng ta có thể giả lập, tùy chỉnh những giả lập này, kiểu ép sung các kiểu lên để cho máy chạy ngon hơn chẳng hạn. Rồi, và một cái phần rất là quan tâm đó là cái phần mềm này thì giúp các bạn chơi được những game gì. Thì kể một cách nhanh gọn và để các bạn có thể biết rõ hơn thì chúng có thể kể đến như là Dragon Ball này, Naruto, hay là đây mình sẽ vào thử một game, đó là game God of War, thần chiến tranh, game này rất là nổi tiếng ở trên hệ máy PSP rồi. Đây chúng ta tiến hành lắp vào game. Thì cái game này với máy mình thì mình cũng đã thử config xem là những cái đồ họa của nó để cho đỡ lag. Tuy nhiên là do bật cả ứng dụng quay màn hình thế nên là mình thấy nó cũng khá lag và có vẻ là cũng không chơi được game này nếu mà mình bật quay màn hình. Thế nên là mình sẽ thử chơi một cái game khác, ví dụ game Dragon Ball trong những cái bài review sau, và mình cũng sẽ cho phần link tải ở dưới. Tuy nhiên là bạn nào mà mong muốn có thể chơi được cái game God of War này hoặc Dragon Ball thì có thể comment phía bên dưới, mình cũng cho link ở phía dưới luôn để các bạn có thể tham gia chơi. Và bài giới thiệu phần mềm ứng dụng giả lập PSP trên điện thoại di động của mình như thế. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Hàng 10kg RAM, bộ nhớ trong quá hạn và có giá là bằng một chiếc iPhone 6 cộng. Và đây là một trong những mẫu máy nhận được nhiều quan tâm nhất của người dùng trong thời gian vừa qua. Sự kiện kèm theo máy thì có bao da toàn thân, chắc chắn rồi, bởi vì là không thể là không có da ở người được.